Cần bán nhà xây mới 3 tầng tại xóm Đoàn Kết, xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Ngôi nhà được xây mới hoàn toàn với thiết kế là 3 tầng, bao gồm 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 1 sân phơi. Có diện tích ở trên sổ đỏ là 30m² và có hướng chính là hướng Tây Tứ Trạch. Đang được chúng tôi chào bán với giá là 1 tỷ 350 triệu đồng. Bên công ty sẽ hỗ trợ toàn bộ những cái chi phí sang tên sổ đỏ cho khách hàng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với những khách hàng có nhu cầu. Thì sau đây tôi xin giới thiệu chi tiết của ngôi nhà để cho mọi người có thể là hình dung rõ hơn. Thì mọi người có thể thấy đây là cái vị trí ngõ ở trước nhà là rộng là 2m. Đấy, là hai xe máy là có thể là tránh nhau rất là thoải mái. Đấy. Ngôi nhà thì là nằm ở vị trí rất là thuận lợi. Cách đường Lê Trọng Tấn, cách bồng binh Lê Trọng Tấn chỉ khoảng 8 phút đi xe. Đấy, cách bến xe Mỹ Đình, sân vận động Mỹ Đình chỉ khoảng 20 phút đi xe máy thôi. Và ngay gần công viên vui chơi Thiên đường Bảo Sơn. Đấy, mọi người có thể là nhìn thấy đây là phía mặt tiền trước của ngôi nhà đây. Toàn bộ là đá ốp nát, đều là sử dụng là đá granite. Cửa chính của ngôi nhà là sử dụng là cửa hai lớp, phía bên ngoài là cửa sắt hộp sân tĩnh điện, ở bên trong đây là sử dụng là cửa nhôm hệ Việt Pháp cao cấp. Sau đây là tôi đang đứng ở phía bên trong tầng 1 rồi đây, mời mọi người tham quan toàn bộ cái không gian của tầng 1. Đấy, thiết kế của tầng 1 thì là được kiến trúc sư của chúng tôi là tính toán và thiết kế là tương đối tỉ mỉ. Chúng ta sẽ có một phòng bếp, một phòng khách và một nhà vệ sinh. Đấy, mọi người có thể là nhìn lại toàn bộ cái không gian tầng 1 từ phía bên trong này ra, chúng ta sẽ thấy rõ ràng cái bố cục đây. Đây là cái khu vực bếp. Đây là khu vực nhà vệ sinh và phía bên ngoài kia là khu vực của phòng khách. Thiết kế là cực kỳ hợp lý khi mà chúng ta kê bộ sofa để tủ kệ hoặc là để bộ bàn ăn vào thì vẫn còn rất nhiều không gian để mọi người di chuyển ở trong nhà. Đấy. Toàn bộ cái hệ thống tay vịn cầu thang này sử dụng là bằng gỗ lim. Đá ốp và cổ bậc của cầu thang là dùng bằng chất liệu là đá granite. Tiếp theo đây là tôi sẽ giới thiệu phía trên tầng 2 để cho mọi người là có thể là nhìn thấy rõ hơn. Thiết kế của tầng 2 thì là bao gồm là hai phòng ngủ. Đấy, hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Thiết kế lệch tầng cho nên là cái cảm giác khi mà chúng ta vào trong ngôi nhà thì là cảm giác ngôi nhà nó rất là rộng, chứ nó không có cảm giác là nó 30 mét như ở các khu vực khác. Đấy. Ưu điểm của ngôi nhà này là tất cả các phòng ngủ là chúng ta là đều có cái hệ thống cửa sổ mở ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí, và chúng tôi cũng đã thiết kế sẵn những cái vị trí để khách hàng là có thể là lắp đặt hệ thống điều hòa, máy lạnh. Sử dụng là cửa thông phòng là cửa lùa và chất liệu là bằng cửa nhôm kính. Đây là phòng ngủ thứ hai của ngôi nhà. Đấy. Phòng ngủ vuông vắn tương đối rộng, chúng ta có thể là kê thoải mái giường tủ bàn học hoặc là bàn làm việc, bàn trang điểm. Đấy. Thiết kế của phòng là cực kỳ hợp lý. Và tiếp theo đây là nhà vệ sinh ở khu vực tầng 2. Nhà vệ sinh thì đều đã được chúng tôi là lắp đặt hoàn thiện xong hết toàn bộ hệ thống bồn cầu, hệ thống lavabo, sen cây tắm nóng lạnh, để quạt hút mùi và những hệ thống gương phụ kiện. Đối với cái ngôi nhà này thì khách hàng có nhu cầu thì chúng ta là có thể là chuyển đồ về và ở luôn. Tiếp theo đây là cái khu vực ở phía bên trên tầng 3. Ở phía bên trên tầng 3 thì sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng ngủ kết hợp với phòng thờ, một khu vực để máy giặt và ở ngoài đây là khu vực sân phơi. Thì trước mắt này sẽ giới thiệu cho mọi người cái hệ thống khu vực sân phơi là chúng tôi đã lợp toàn bộ cái hệ thống mái tôn và quây chuồng cọp đảm bảo cái an toàn cho ngôi nhà, cho người sử dụng. Hệ thống gạch đắt nền là sử dụng là gạch sân vườn kích thước 40-40, rất là sạch. Đây là khu vực để máy giặt. Đấy, chúng tôi cũng đã thiết kế xong hết những cái hệ thống điện, hệ thống nước cấp và nước sảy.
để khách hàng là có thể là đặt máy giặt ở đây luôn. Và đây là phòng cuối cùng của ngôi nhà. Đấy, thiết kế tương tự như phòng ở tầng 2 thôi, rất là rộng. Quý khách thì là có thể là kết hợp phòng này là vừa là phòng thờ và phòng ngủ cho khách đấy, hoặc là cũng đã sử dụng là một phòng ngủ riêng được hoàn toàn. Tôi xin nhắc lại một chút về cái thông tin của ngôi nhà này. Thiết kế là 3 tầng, bao gồm là 3 phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, một phòng thờ, một sân phơi và 3 nhà vệ sinh. Có vị trí nằm tại là xóm Đoàn Kết, xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Có diện tích ở trên sổ đỏ là 30m² và có hướng nhà là hướng Tây Tứ Trạch. Đang được chúng tôi chào bán với giá là 1 tỷ 350 triệu đồng. Đấy, vị trí của ngôi nhà thì rất là gần bến xe Mỹ Đình, gần thiên đường Bảo Sơn, gần đường Lê Trọng Tấn. Đấy, ở trong xung quanh ngôi nhà bán kính khoảng tầm 500m thì có đầy đủ hết tiện nghi là chợ này, trường mầm non, trường cấp 1 cũng như là những cái hệ thống siêu thị. Mọi người có nhu cầu cần xem nhà hoặc là tư vấn trực tiếp thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video nếu như mà thấy hay và có nhiều thông tin bổ ích thì nhớ like video và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video giới thiệu về nhà và các bất động sản thẩm vấn khác của bên chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.